Điều gì xảy ra khi mẹ bầu ăn chuối mỗi ngày? Chuối là một loại thực phẩm khá là rẻ và bán rất là nhiều trên thị trường. Chúng ta rất là dễ dàng để mua được chuối ở đâu đó. Và nghe chừng là chuối cũng là một loại quả quốc dân của Việt Nam đi. Hầu hết tất cả ở các cái con phố, ở các cái gọi là ở ngôi làng, các cái khu vườn thì đều hay có những cái cây chuối, có đúng không nào? Chúng ta cũng rất dễ dàng nhìn thấy các cây chuối. Và với một cái loại quả mà thông dụng, dễ kiếm, dễ tìm như vậy thì mẹ bầu có nên ăn nhiều hay không nhỉ? Sau đây thì các mẹ sẽ cùng với Na phân tích về tác dụng của quả chuối đối với mẹ bầu nhé. Trước tiên thì trong chuối có chứa thành phần vitamin B. Các nhóm thành phần trong vitamin B thì nó sẽ giúp chúng ta bổ sung được axit folic. Và nếu mà các mẹ đang mang bầu thì chắc chắn mẹ nghe rất quen thuộc cái thành phần axit folic rồi đúng không nào? Đây chính là một thành phần giúp cho chúng ta giảm được đi những cái dị tật ở não, dị tật ống thần kinh cho trẻ sơ sinh. Do vậy là bổ sung chuối thì cũng có thể giúp cho mẹ nạp được thêm những thành phần axit folic nha. Tiếp theo nữa là trong chuối thì có chứa hàm lượng chất xơ hòa tan rất cao. Không phải chỉ riêng mẹ bầu mà trước đây thì khi mà Na nhớ rằng là khi mà Na còn ở với mẹ, khi còn ở nhà với mẹ thì cứ mỗi một lần mình bị gọi là khó đi ngoài, bị táo bón ấy, thì lúc đấy mẹ Na đều bảo rằng là ăn chuối, mẹ Na đều cho ăn chuối. Thì cái ngày bé thì mình không có biết là tại sao lại ăn chuối trong cái lúc mà bị táo bón như vậy, thì mình chỉ biết rằng là cứ bị khó đi ngoài thì mình ăn chuối. Thế nhưng mà sau khi phân tích ra thì Nam phát hiện ra rằng là trong chuối thì có chứa cái hàm lượng chất xơ hòa tan rất là cao. Nhóm chất xơ hòa tan là nhóm chất xơ giúp cho chúng ta tăng cái khả năng hấp thu nước và làm mềm phân. Và chính vì thế nên là khi mà ăn chuối thì giúp cho chúng ta rất là dễ đi ngoài. Nó không giống như là chúng ta ăn nhiều rau nha. Nhiều khi cứ nghĩ là ăn nhiều rau thì sẽ giúp cải thiện được vấn đề táo bón, nhưng mà không có đâu. Mà ăn chuối thì lại giúp cải thiện tốt hơn. Thì đấy chính là, và đặc biệt là khi chúng ta mang bầu thì các mẹ cũng rất hay gặp vấn đề về táo bón. Thế thì việc ăn chuối cũng giúp cho mẹ cải thiện được tình trạng tiêu hóa này nha. Và tác dụng tiếp theo nữa là khi chúng ta mang thai thì các mẹ sẽ thường cần phải bổ sung khá là nhiều canxi, và việc ăn chuối thì cũng giúp chúng ta nạp được một hàm lượng canxi nhất định nào đó ở trong quả chuối. Và chính vì thế nên là cũng sẽ giúp cho các mẹ giảm được đi các cái hội chứng về chuột rút này, tê bì tay chân này, sưng phù nề chân trong cái quá trình mang thai của mình. Và một cái tác dụng nữa đó là trong quả chuối là một loại quả mà chứa khá là nhiều năng lượng, và trong đó thì có cả protein. Đó chính là thành phần protein trong chuối thì sẽ giúp cho mẹ tăng cường phát triển lên hệ thống cơ bắp, và thể chất của mẹ sẽ khỏe mạnh hơn, và từ đấy mẹ sẽ có năng lượng vận động nhiều hơn so với những cái loại quả khác. Thì quả chuối là cái quả mà chứa hàm lượng protein khá là cao. Chính vì thế nên là kể cả là trước đây khi mà chưa mang bầu, chưa có mang bầu mà chỉ tập thể thao ấy, thì Na cũng vẫn thường xuyên sử dụng chuối sau cái quá trình tập luyện để giúp bổ sung protein. Và tác dụng cuối cùng nữa mà Na nhận thấy được là trong quả chuối đó chính là trong chuối thì có chứa hàm lượng vitamin C rất là cao. Và vitamin C thì giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, giúp mình có khả năng chống chọi lại một số những vi khuẩn, virus, và từ đó thì khiến cho thể chất của mẹ bầu trở nên tốt hơn. Qua đó thì các mẹ đã thấy rằng là quả chuối thì nó có quá nhiều tác dụng thần kỳ đối với mẹ bầu rồi, có đúng không nào? Và nó lại cực kỳ dễ kiếm, dễ mua, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm kiếm chuối ở ngoài chợ. Thế tuy nhiên thì quả chuối thì nó có nhiều tác dụng như vậy và giá thành của nó thì cũng khá là mềm như vậy, thì ăn nhiều có tốt hay không? Tại vì Na biết được rằng là hầu như chúng ta khi đi mua chuối thì hay là mua một nải chuối cho nó rẻ, đúng không nào? Mua cả một nải luôn. Và cả một nải chuối như vậy thì nếu không ăn nhanh thì chuối sẽ bị chín hết mất. Thế thì nếu mà ăn nhanh, ăn liên tục, ăn quá nhiều thì nó có tốt hay không? Thì câu trả lời ở đây là cái gì thì nó cũng có mức độ thôi ha. Nó cũng chỉ có mức độ thôi. Thế nên là nếu như mà các mẹ muốn lựa chọn ăn chuối thì các mẹ cũng chỉ nên ăn một cái hàm lượng vừa đủ. Bởi vì nếu như chúng ta ăn quá nhiều thì nó có thể gây ra cho các mẹ cái vấn đề về tiểu đường thai kỳ. Bởi vì trong chuối thì cũng có chứa một cái hàm lượng đường, nên là hàm lượng đường của chuối nó cũng tương đối là nhiều. Nên nếu như chúng ta ăn quá nhiều thì tích lũy quá nhiều đường thì sẽ gây ra vấn đề về tiểu đường. Thì cái này các mẹ sẽ cân nhắc nha. Và thêm nữa là ăn quá nhiều thì nó cũng gây cho chúng ta bị dư thừa các chất dinh dưỡng. Và vì dư thừa các chất dinh dưỡng, đặc biệt là trong chuối có nhóm vitamin B, B6, thì khi mà dư thừa nó thì cũng sẽ làm cho mẹ có thể bị
tê bì tay chân. Đấy, thế nên là chúng ta nên cân nhắc giữa việc là cái hàm lượng ăn như thế nào cho hợp lý, cho vừa đủ. Vậy thì một ngày các mẹ cũng sẽ chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả thôi. Ví dụ như quả chuối hiện tại ở đây của Na thì cũng khá là lớn. Cái quả chuối này khá là dài thì cũng chỉ một ngày ăn một quả là vừa. Đấy, còn những cái quả chuối nhỏ hơn thì mẹ có thể ăn 2 quả. Ok, còn cái cách ăn thì chuối thì chúng ta có thể ăn trực tiếp luôn, bóc vỏ ra và ăn luôn, đấy là cách hiệu quả nhất. Hoặc là nếu như mà như Na thì trong một số những bữa sáng thì Na cũng hay cho chuối vào khẩu phần ăn sáng của mình bằng việc là mix nó cùng với một số những loại hạt và các ngũ cốc để thành một cái khẩu phần granola và sau đó thì sẽ ăn. Hoặc là ăn chuối cùng với sữa chua. Đấy, thì đấy là những cái cách để chúng ta có thể cân đối giữa việc sao nhỉ? Thiết kế như thế nào để cho cái món chuối này của mình trở nên hấp dẫn hơn. Rồi, rồi thêm nữa là chúng ta cũng không nên ăn quả chuối quá chín. Những quả chuối mà chín quá hay là nó bị thâm rồi hay là có những đốm đen rồi thì những quả chuối như vậy thì hàm lượng đường của chuối cực kỳ cao. Nên là các mẹ cũng nên cân nhắc rằng là chúng ta không nên ăn quả chuối quá chín. Thế nhưng mà chuối xanh thì cũng không khuyến khích. Nếu như mà ăn chuối xanh thì nhiều mẹ thì hay sử dụng chuối xanh để nấu ăn hay là ví dụ như Na thì Na cũng rất là thích ăn món ốc xáo chuối. Ốc xáo chuối thì cái món đấy thì khá là thích và ăn chuối ở trong cái món đấy thì rất là ngon. Thế nhưng mà khi ăn chuối như vậy thì cái chuối xanh ấy thì cái thành phần chất xơ và protein trong chuối xanh đấy thì nó lại khiến cho chúng ta dễ bị đầy hơi và dễ bị chướng bụng. Thế nên là chúng ta cũng có thể cân nhắc ăn hoặc là không ăn. Nếu như mà mẹ ăn mà mẹ thấy đầy hơi chướng bụng thì mẹ cũng không nên ăn. Đấy. Rồi những ai mẹ bầu nào mà có những cái hội chứng về về gì ạ? Về tiểu đường hay là tiểu đường thai kỳ, nghĩa là được những lời khuyên của bác sĩ về việc là hạn chế ăn đồ ngọt, ăn đường thì các mẹ cũng có thể cân nhắc là chúng ta cũng sẽ giảm ăn chuối. Và một yếu tố cuối nữa là khi ăn chuối thì các mẹ cũng có thể ăn vào nên ăn vào sau các bữa ăn. Ví dụ như là nhưng mà sau các bữa ăn, cách các bữa ăn khoảng tầm 30 phút trở ra. Ví dụ như là sau bữa ăn sáng này hay là sau bữa ăn trưa này, tầm 30 phút cho đến 2 tiếng là chúng ta ăn sau bữa ăn. Thế còn trước bữa ăn khi mà bụng đói thì lại không nên ăn chuối, bởi vì khi đó thì các cái thành phần magie trong chuối thì sẽ làm cho mẹ dễ bị mất đi cân bằng chất khoáng và cái hệ thống tim mạch của mẹ thì sẽ không được tốt. Thế nên là tổng kết lại là một ngày chúng ta ăn từ 1 đến 2 quả, không ăn quá chín, cũng không ăn quả xanh và nên ăn sau bữa ăn tầm từ 30 phút đến 2 tiếng. Thì đấy là những cái lưu ý của cho các mẹ khi các mẹ ăn chuối. Và qua phần chia sẻ vừa rồi của Na thì Na hy vọng rằng là các mẹ đã biết cách là biết được cái giá trị của quả chuối cho sức khỏe của mẹ bầu và biết cái cách ăn chuối như thế nào cho khoa học rồi. Vậy thì nhiệm vụ của mẹ bây giờ là ngay lập tức đi ra chợ và mua cho mình một, không phải một nải chuối đâu, chúng ta chỉ nên mua một phần chuối thôi. Hoặc là ví dụ như đi siêu thị, chúng ta ăn mua khoảng vài ba quả như Na như thế này. Như hôm nay là Na mua 4 quả. Na mua 4 quả. Cái này thì nó vẫn còn hơi xanh xanh. Ăn thì cũng được rồi nhưng mà hơi chát nên là sẽ ăn dần ngày mai. Có thể là bắt đầu ăn rồi và sẽ ăn dần trong 4 ngày là sẽ hết. Thì đó là cái cách để chúng ta ăn nha. Còn bây giờ thì những kiến thức chia sẻ rồi thì hy vọng rằng là các mẹ đã có những kiến thức rất là bổ ích dành cho mẹ bầu. Và Na biết được rằng là trong quá trình mang bầu thì việc lựa chọn những khẩu phần ăn uống, những món ăn là cái yếu tố mà các mẹ luôn luôn quan tâm để mong muốn là mình sẽ cải thiện sức khỏe của mình, giúp cho em bé của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà song song với việc ăn uống thì các mẹ đừng quên là tập luyện và vận động thì cũng giúp cho chúng ta tăng cường thể chất và giúp cho em bé trong cơ thể của mẹ, trong bụng của mẹ phát triển một cách toàn diện hơn. Chính vì thế nên là các mẹ hãy tiếp tục theo dõi Na và đừng quên nhấn vào cái phần mô tả dưới video này để theo dõi một loạt các bài tập mà Na đã chuẩn bị cho các mẹ để giúp cho các mẹ tập luyện hiệu quả trong quá trình mang thai nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.